Báo cáo với lại các thượng đế, bây giờ là 18 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Ngày hôm nay có việc ở trên Sài Gòn nên là không thể chậm trễ, phải lên để giải quyết ngay để xem tình hình là thế nào. Thì xin thưa với các thượng đế, mọi việc diễn ra suôn sẻ, êm đẹp nha, mã đáo thành công. Lượt về thì ghé qua chỗ sư huynh với lại ghé qua chỗ cụ bạn. Thì sư huynh có mấy chiếc đài, cụ bạn có mấy chiếc đài, đây là bọc ni lông nha, bọc ni lông nhưng không đóng một thùng xốp, bọc ni lông cứ thế này thôi. Đấy, xong là để ở đằng sau yên đấy, đi về cho nó đầm xe nha. Đấy, ghé qua chỗ cụ em nó lại có hai cái đầu đếch của hãng Technic, có ít bằng cassette. Đây là bây giờ mới làm được cái video. Trước tiên để cho mình gửi lời tới những đồng chí nào đã gọi điện nhắn tin bình luận mà mình chưa trả lời được. Một lần nữa, mong các đồng chí hết sức bình tĩnh nha. Cổ nhân dạy rằng bình tĩnh thì xử lý đúng, lúng túng thì xử lý sai, mà nóng tai thì chẳng giải quyết được cái gì, hỏng hết bánh kẹo nha. Video này thì trước tiên là báo cáo để các đồng chí gọi điện nhắn tin mà mình chưa trả lời được thì cũng biết được kim chỉ nó có đầu, có ngọn nguồn của nó, chứ không phải tự dưng coi như thế là các đồng chí gọi điện mà không thấy mình nghe máy hoặc nhắn tin mà chưa thấy mình trả lời đã sốt rình rịch lên này. Nó đều có lý do nguyên nhân của nó hết nha. Đấy, không phải lúc nào ta cũng cầm sẵn cái điện thoại, ai người ta gọi đến nghe ngay, ai người ta nhắn tin trả lời ngay. Nó có hàng ti tỷ việc cần phải giải quyết trong cái cuộc sống này nha. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, có 6 chiếc đầu, 6 chiếc đài và 2 chiếc đầu đếch. 2 chiếc đầu đếch này đều của hãng Technic. Mà hãng Technic thì các đồng chí biết rồi, vua biết mặt, chúa biết tên, chứ không phải như những thành phần vô danh tiểu tốt nha. Nói Technic phát ai người ta cũng biết ngay nếu nói đầu đếch nha. Thậm chí còn có những người ví dụ như mình là cứ vỗ đùi điên đét đi, nếu mà hãng Technic đấy. Mình giới thiệu cái sản phẩm nào, báo giá luôn sản phẩm đó nha. Thế còn ngày mai ngày kia thì sẽ gỡ đi lông cho chị, bây giờ thì chịu, giờ mệt lắm rồi nha. Ở bên trên này là chiếc đài Sony có model CFS 1010SE. Nếu gọi liền tù tì là 1010SE. Mình phân biệt cái đài Sony 1000S với lại 1010SE là cái chỗ trước tiên mình nhìn phát biết ngay. Đó là cái phần của bộ equalizer này này, người ta sơn xanh, sơn xanh nha. Đấy. Cái thứ hai là nó có cái nút để vớt, tức là cái bộ cơ này giống hệt cái đài Sony 1110SE, vớt có tính năng auto revert, chứ còn đài 1000S thì không có. Đấy. Tình trạng hoạt động của chiếc đài này thì chiếc đài này ngoại hình hơi cũ, ngoại hình hơi cũ. Sau khi cho ăn điện 220V thì radio băng sóng FM vẫn còn nói tốt, đèn FM stereo nổi lên. Phần băng cassette thì Trần Văn Tịt, băng sóng AM thì Trần Văn Tịt. Hãng Sony thì đại đa số là AM là Trần Văn Tịt nha. Nếu mà nó không tịt thì nó nói thì cũng ít còn nét lắm. Riêng cái hãng Sony, còn hãng khác thì nó nét lắm. Chuyển sang JBL hay Nationa thì băng sóng AM nét, nhưng Sony là ai em nét là hiếm lắm nha. Nếu như cứ để như thế này, nếu cứ để như thế này thì trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Về các thượng đế tự lau chùi dọn dẹp và tự sửa về phần băng cassette. Ở đây mình chỉ test radio, radio bằng sóng FM trong veo đang hoạt động bình thường. Bộ equalizer này hoạt động bình thường nha. Đấy. Mình cung cấp chiếc đài Sony có model CFS 1010SE với một mức thóc rẻ nhất của đất. Tình trạng thì nói rồi, đang nói radio bằng sóng FM tốt, 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nha. 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, radio đang nói tốt bằng sóng FM, còn cassette thì Trần Văn Tịt. Chuyển sang dưới này, đây là chiếc đài Sony có model CFS 1085, 1085 chứ không phải 1058. 1085 thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái này nó có cái chế độ hiệu chỉnh âm thanh, nhà sản xuất cài đặt mặc định nha. Đấy, cái này nó lại không có equalizer.
Cái này hôm nay mình đi lấy hàng, mình không phải đi lấy hàng mà đi có việc nên là không mang giá hàng đi. Nên là sư huynh lục tuần của mình coi như là buộc rất chi là kỹ, băng dính hai lượt, xong lại còn ni lông nữa. Đây là đài Sony có model CFS 1085S. Tình trạng hoạt động của nó bây giờ radio hơi khó dò sóng một chút nhá, hơi khó dò sóng một chút. Đấy, thế nhưng mà khi mà dò được đèn FM thì radio nổi lên, hiệu ứng âm thanh hoạt động bình thường. Băng cassette đang chạy nhưng hơi hơi có tiếng ủ nhá, hơi có tiếng ủ. Nếu cứ để như thế này về để cho các thượng đế dọn dẹp, mặt tiền đẹp lắm, còn nguyên cả tem đằng sau ở dưới này, ở dưới này, chứ mình không nói ý cái từ dưới kia, dưới gì thì nó mất hay nhỉ, nó tế nhị hơn chút là mình ở nói ở nó ở dưới này vẫn còn cái tem chưa tháo ra. Nếu cứ để như thế này, các thượng đế về tự dọn dẹp, thì trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc là 1.180.000 đồng cho chiếc đài Sony có model CFS 1085S. Còn khi mình lau dọn lên, mình làm cho về phần băng cassette trần văn chuẩn, radio trong veo dễ dò sóng nha. Đấy. Thì đương nhiên là phải thêm thóc. Đấy nên là đều chắc văn chắn rồi nha. Ở đây là có hai cái chiếc đài Sony 710. Những cái mẫu đài Sony 710 thì phổ thông rồi, Mỹ đài vẫn giữ nguyên một mức giá không đổi, đó là 2.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Đấy là Mỹ đài. Thế còn đài Sony có model CFS 710S chứ không phải là Mỹ đài thì 1.680.000 đồng nha. Đài nó khác nhau với Mỹ đài. Đấy. Đài thì có thể gãy chân ốc nha, có thể gãy chân ốc, có thể coi như thế là phên vỉ có thể sửa, chứ Mỹ đài là phên vỉ không được phép đụng chạm vào nha. Loa thì phải phải coi như thế là sáng loáng, chân ốc còn zin nguyên bản, không bị gãy, không bị vỡ, không bị nứt. Đấy là Mỹ đài. Chứ còn đài thì nó có khả năng là nó bị gãy chân ốc, thì 1.680.000 đồng. Đây là chiếc đài Sony bé bé. Đài Sony này là CFS bao nhiêu, 200 mấy trọng hay là 201 đây. Tình trạng hoạt động của nó bây giờ chỉ nói radio băng sóng FM, còn về phần băng cassette đang trần văn tịt nha. Nếu mà cứ để như thế này, trân trọng gửi tới các thượng đế để nghe băng, nghe radio thì tuyệt vời luôn. 280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, 280.000 đồng nha. Ăn điện 220V, cái này là hàng xuất. Thế là radio của nó 108 và trong veo 280.000 đồng. Đúng là một mức thóc rẻ nhất của đất. Đài Sony nhá. Đấy, chứ không phải đài vớ vẩn đâu. Sang đây thì xin thưa với các thượng đế, đây là một Mỹ đài. Đây là một Mỹ đài Sony có model CFS B5SC-MK2. Đấy, Mỹ đài không tì vết, đẹp từng nanomet, cm, dưới cm là mm và dưới mm đơn vị của nó là nanomet. Mỹ đài này đẹp từng nanomet nhé, chứ không phải đẹp từng cm nữa. Có nhiều đồng chí hay xem phim bảo vào cái này đẹp từng cm nhưng cái này đẹp từng nanomet. À, nanomet. Cho dù là nó đẹp từng nanomet như vậy và Mỹ đài thì đương nhiên là phải hoạt động trần văn chuẩn từ radio cho tới băng cassette. Mỹ đài này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc không đổi 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Tuyệt vời luôn. Sơn thì còn sơn zin. Sơn zin. Lưới phồng không bị bẹp chỗ nào cả. Không bị bẹp chỗ nào cả nha. Các cụ U70 nên tham khảo cái con Mỹ đài này. 650.000 đồng. Một mức thóc rẻ nhất của đất. Đài này chạy điện 220V, radio và băng cassette trần văn chuẩn. Và đẹp thì độ đẹp thì tuyệt vời, và Mỹ đài này rất chi là bền nha. Mình không muốn dùng từ nồi đồng cuối đá nha, nồi đồng cuối đá các đồng chí thông cảm cho tôi không sao, không thông cảm lại bảo là con hát mẹ khen hay nha. Ở đây xin thưa với lại các thượng đế, ở đây hôm nay mình tuyển lựa được ở đây, đây rác đây. Rác hàng bãi đây. Rác AV hàng bãi đây. Cái này dài khoảng gần 2 mét đấy. Rác AV hàng bãi 150.000 đồng. 150.000 đồng cái rác AV này. Dài gần 2 mét. Rác này để coi như là cắm vào đồ đĩa hay cắm line in để nghe đài. Nha, âm ly. Đấy, nghe nhạc khỏi bàn. Âm ly hỏng rồi rác chưa hỏng vì đây là hàng bãi. 150.000 đồng chọi này. Này lấy được có mấy cuộn cuộn băng cụ tổ con ni lông rồi. Hiếm lắm. Băng này vẫn giữ giá không đổi 120.000 đồng một cuộn. Nha.
120.000 đồng một cuộn. Còn nguyên cái ni lông được có hai cuốn đây này. Bao nhiêu băng cassette này? Băng cassette này. Đấy, băng cassette đây này. Đây băng cassette này, đây băng cassette này. Đấy, đây băng cassette này. Đây, băng cassette này. Còn đây là phên vỉ linh tinh. Thế nhưng mà chỉ được có hai cuốn cụ tổ của ni lông. Thế là biết này. Mua những cuộn băng của ni lông như thế này hiếm lắm, khó tìm. Đúng gọi là hiếm có, khó tìm. Thế nhưng thóc lại chỉ có 120.000 đồng. Đúng là rẻ nhất của đất. Trở lại với hai cái chiếc đầu đếch này nữa là hết video. Hết cái để quay. Không, cái để quay thì còn nhiều lắm này. Thế cũng chẳng còn sức lực đâu mà quay nữa. Đi vừa đi vừa về gần 200 cây số mà có đùa đâu. Technic. Nhìn phát yêu ngay nhá, nhìn phát yêu ngay. Mấy anh cu quan nó bảo bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Nha, thế còn cổ nhân thì nói rằng là cụ ông phê vì điếu thuốc, cụ bà phê vì miếng trầu, con gái con trai nhìn nhau cũng phê, còn những người đam mê đầu đếch cứ nhìn thấy cái chữ technic này rồi là ưng cái bụng. Nha, vì thương hiệu này thì đã được khẳng định, đã được người chơi audio và đặc biệt là người chơi đầu đếch nha. Đấy, người ta đã coi như là khẳng định đây là một thương hiệu lớn, bền, chất lượng nhá, chứ không như những cái thương hiệu gọi là vô danh tiểu tốt. Đây là một trong những cái thương hiệu mà vua biết mặt, chúa biết tên. Đấy, chứ còn những cái thương hiệu vô danh tiểu tốt thì không nói ra ở đây làm gì cả. Ở đây hai chiếc đều technic và cái răng chìa như này. Đấy, răng chìa này. Đấy, răng như mái Tây Hiền đi mưa không ướt mồi đấy này. Đấy, răng chìa như thế này. Thì đương nhiên là cái này thì sản xuất từ thời nó hơi sâu một chút. Thế nhưng mà ở những cái đài hay là những cái thiết bị điện tử mà người ta sản xuất từ cái thời trước ấy, thì người ta hướng đến đó là chất lượng, hướng đến chất lượng. Đấy. Thế còn bây giờ ấy, bây giờ thì cái xu hướng của người ta như thế nào thì mọi người cũng biết rồi nha. Có khi chỉ cần qua hạn bảo hành 24 tiếng là nó đã trần văn tịt rồi nha. Ở đây thì có hai chiếc, một chiếc thì có hai cái đèn vu. Có hai đèn vu. Còn một chiếc thì lại đèn nháy. Đấy, thì có người thì thích đèn vu vẩy, có người thì lại thích đèn nháy. Đấy, thế còn hai chiếc thì chiếc nào cũng răng chìa hết, chiếc nào cũng răng chìa hết nhá. Cái model ở đây ở trên này là model Technic RS616, còn model ở dưới này là Technic cái gì mà 10 hay là 11 ấy nhá. Thì cái Technic này mặt tiền mới thì thôi, độ mới thì thôi rồi, mai mình bóc ni lông mình quay mình giới thiệu cho mọi người xem. Đúng là nhìn càng đắm ngắm càng say. Mới lắm. Và đây là hàng rất chi là mới. Thế còn không biết là ở đâu ra thì cái đấy mình không biết nhá. Tại vì mình mua thì người ta cứ bảo đấu nọ đấu kia, nhưng mà cũng chẳng lấy cái gì mà kiểm chứng được là đấu ở chỗ nọ đấu ở chỗ kia. Chỉ có mỗi một cái là cái đầu nó rất chi là mới. Thế còn ở bên trong nó có mới hay không thì lại phải hồi sau mới rõ. Khi mình tháo ni lông ra, ngày mai mình tháo ni lông ra mình giới thiệu, mình sẽ tháo nắp khép thứ ra thì nội soi để cho mọi người xem. Nếu như nó mà mới thật thì đúng là xứng đáng với lại đồng tiền bát gạo nha. Trước đầu này mình giới thiệu rồi, 2.380.000 đồng. Hôm nay mình thử, mình mua mình thử thì đang phát nhạc bình thường nha, tua đi tua lại bình thường. Cô em nó bảo thâu anh thâu băng ấy cũng bình thường, đầu dưới này cũng vậy, thâu băng cũng bình thường. Nói chung là mọi chức năng đều bình thường. Có cái đầu ở dưới này thì nó rẻ hơn cái đầu ở trên này nhá. Đấy, cái đầu dưới này cũng là Technic, thế nhưng nó là đèn nháy chứ nó không phải là đèn vu vẩy. Đấy, thì cái đầu ở dưới này Technic răng chìa này, đèn nháy này trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, đó là 1.680.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Mình đã báo giá chi tiết cụ thể tỉ mỉ kỹ lưỡng ở đây. Cũng là chưa già đã lú. Chưa già đã lú, đấy là cái chứng thường gặp của người nhìn mặt rời lâu năm rồi. Nhắc lại để các đồng chí lượng thứ cho. Xin thưa với các đồng chí, đây là đôi Mỹ loa. Mỹ loa của đài Sony có model CFS1110SI. Có nhiều người gọi là đài ba cây gậy, thế nhưng mình không gọi kiểu đấy nha. Vì mình không biết ai là người đặt tên cho cái đài là đài ba cây gậy. Chẳng may mà mình nói thế xong lại có người bảo tiếp theo tại sao anh lại gọi là đài ba cây gậy, là mà tôi nghe người ta bảo thế thì mình không nói cái kiểu đấy
nhá, mình nói nó chuẩn tên của nhà sản xuất là đài Sony 1110SE. Đây là Mỹ loa vàng khè, đây xương loa vàng khè. Đôi Mỹ loa này đấy, mua rời hôm nay không có vỏ nhá, 550.000 đồng đôi Mỹ loa này, lại một mức thóc rẻ nhất của đất. Đây là Mỹ loa nhá, chứ không phải là loa Mỹ loa, cái xương loa còn vàng khè như thế này. Đấy, thôi đã giới thiệu rồi, bây giờ xin phép băng thì để nối cái bằng đây, xin thưa với các thượng đế, đây là cái loại băng Sony HF90. Nếu như chương trình lung cung mình bán 30.000 đồng một cuốn. Về các thượng đế, ví dụ nó có nhạc thì nghe, mà nó không nghe được thì thâu lại 30.000 đồng một cuốn. Còn những cái loại băng như thế này, băng này thì cũ quá rồi, băng này cũ không bán. Những cái băng nào còn mới thì bán đây 30.000 đồng. Những cái băng như thế này mình thâu nhạc vào mình bán 60.000 đồng nhá. Đấy. Còn đây là băng cũ tổ, trong này băng cũ tổ này. Đấy, đây băng cũ tổ này. À đây băng CD, băng cũ tổ đây. Đấy, cũ tổ này chương trình lôm côm. Thế là cuốn thì nhạc vàng, nhưng mà cái này thì đại đa số là nhạc vàng, nhưng mà nói chung là chương trình lôm côm nhá, không theo thể theo yêu cầu được thì là 60.000 đồng một cuộn. 60.000 đồng một cuộn. Đấy. Thế nhưng mà cũng đại đa số là nó có nhạc vàng hết rồi đấy. Còn ở trong này thôi, chả tháo ra. Giờ tháo ra thì lại dừng video. Thì băng mình bán chủ lực chỉ có hai loại thôi nhá. Thế còn cái loại băng như thế này mà mình thâu vào nội dung chương trình theo yêu cầu thì mình bán 100.000 đồng. Còn nội dung chương trình lôm côm thì 60.000 đồng. Đấy. Thế còn cái băng này. Đây, băng này thì nội dung chương trình lôm côm thì 30.000 đồng, nội dung chương trình theo yêu cầu thì 60.000 đồng. Mình bán chủ lực chỉ có hai loại thôi. Còn cái loại còn ni lông này. Còn cái loại còn ni lông này thì 120.000 đồng chương trình lôm côm. Thế nhưng mà cái loại 120.000 đồng này ít. Đấy, mua cả đống băng này mới mua được có hai chiếc băng. Còn đây là bộ cơ. Đây bộ cơ đài Sony có model CFS 3 số 7 hoặc là KW77S. Đây. Cơ. Không có motor, không có motor. Có đồng chí nào Trần Văn Chốt thì lấy 100.000 nha, 100.000. Có một bộ cơ thôi, đài Sony này. Sony 3 số 7 đấy, 100.000. Đây. Thôi thế dừng video đây, hết rồi. Còn cái linh kiện này thì thôi, linh kiện này thì còn giới thiệu cái gì nữa nhá. Yeah. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái và quyết thắng. Nhắm thẳng. Nhá, yeah. Nhắm thẳng, ngắm thẳng. Đài chuẩn mà mua.